Ngày 22 tháng 1, tại trụ sở Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tài xế Lương Văn Tâm, sinh năm 1991, trú tại Nguyên Bình, Cao Bằng, là người điều khiển chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C71953 gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, cho biết trên xe tải còn có 3 người khác. Trong quá trình điều khiển ô tô, Lương Văn Tâm đã ngủ gật và mất lái, khiến xe lao vào đoàn người, lao vào làn xe thô sơ và sau đó gây ra tai nạn thảm khốc. Sau khi gây ra tai nạn khiến 16 người thương vong, Tâm và những người khác trên xe rời khỏi hiện trường. Đến 19 giờ ngày 21 tháng 1, Tâm đến trụ sở Công an huyện Kim Thành trình báo. Khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, lái xe Lương Văn Tâm không tin, yêu cầu xét nghiệm lại nhiều lần. Đáng chú ý, trước khi buồn ngủ và gây ra tai nạn, Lương Văn Tâm đã có ý định sau khi qua cầu đoạn vượt xảy ra tai nạn sẽ để cho một trong hai người đi xe cầm lái. Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 21 tháng 1 tại quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Lương Văn Tâm điều khiển xe tải biển kiểm soát 29C71953 đã đâm vào đoàn người đang viếng nghĩa trang liệt sĩ, đang trên đường đi viếng nghĩa trang liệt sĩ. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 người qua đời tại bệnh viện và 8 người khác bị thương. Và thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 1, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Hà đã ký quyết định thu hồi trong 3 tháng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của công ty cổ phần sản xuất và thương mại New Pro. Với lý do là đơn vị quản lý ô tô và tài xế gây tai nạn nghiêm trọng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu công ty cổ phần sản xuất và thương mại New Pro nhanh chóng nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu xe tải do sở này đã cấp cho đơn vị nói trên, đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động vận tải và thu hồi các giấy phép ngay sau khi quyết định có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.